thầy cô. Tuy đang có chuyện không ai biết quá từ bao giờ, từ thời xa xưa, rất là ngọt thơm thớt thì cây đang đã ở ngay đầu đồng. Qua đường từ đường 391 đi qua gốc đa quán nhật, cây đa được gắn với truyền thuyết đặt tên là theo các cụ người xưa kể lại. Không nhớ rõ năm nào, có một vị quan trên đi vi hành, đi qua cây đa đầu làm thấy có quán nước, bị quan dừng quán cũng không ra, cũng không thưa, bực mình bị quán gọi là quán cơm. Từ đó tên quán cơm được lưu truyền trở thành tên làng gọi là làng quán cơm. Sau đó từ quán cơm đổi thành tấm quan. Theo tài liệu lưu truyền của bảo tàng tỉnh Hải Dương và cuốn lịch sử đảng bộ xã Kim Động, cho đến nay cây đa đã có tuổi thọ trên 300 năm tuổi. Nếu so với truyền thuyết đặt tên làng quán cơm thì cây đa đã có từ trước đó rất nhiều. Cây đa quán nhật gắn với nhiều chứng tích lịch sử cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cây đa quán quyền và họ hàng mục tiêu để báo tin cho lực lượng vũ trang nhân dân khi quân địch ở bước đông nam thuộc nguyên giáp ngày nay và bước quãi thuộc xã Cộng Lạc ngày nay đi gần vào đài. Của chúng em đối với lưu lưu tập thể lúc khách xe.